Xin chào các bạn, hôm nay For Home xin được giới thiệu đến các bạn sản phẩm quạt cây Rowenta VU5870. Sản phẩm được mua chính hãng tại thị trường Đức. Quạt cây Rowenta VU5870 là phiên bản năm 2021, là phiên bản nâng cấp của Rowenta VU5770. Sản phẩm nâng cao công suất, hoạt động êm ái hơn, độ ồn thấp chỉ 35 dB. Sản phẩm được thiết kế trang nhã, tinh tế, phù hợp với mọi không gian. Lồng quạt được thiết kế dày và chắc chắn, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và trẻ em. Sản phẩm làm mát vượt trội, hiệu suất làm mát cao 80 mét khối trên 1 giờ. Ở tốc độ tối đa này, VU5870 là chiếc quạt có công suất mạnh nhất từng được Rowenta thiết kế. Sản phẩm vận hành êm ái đặc biệt với công nghệ Turbo Silent Extreme, độ ồn giảm 2 lần so với mẫu VU5640. Chân đế chắc chắn, chống ồn, chống đổ và chống trơn trượt. Với công suất tối đa, độ ồn của Rowenta 5870 ở mức tối thiểu 35 dB. Chất liệu nhựa cao cấp, dễ lau chùi. Chiều cao có thể điều chỉnh lên đến 1m45, an toàn cho người sử dụng. Năm tốc độ gió phù hợp với mọi nhu cầu. Chế độ im lặng Silent Night. Chế độ làm mát mạnh Turbo Boost. Chế độ gió tự nhiên. Chế độ này phù hợp với người già và trẻ nhỏ. Chế độ tiết kiệm năng lượng. Với tính năng giảm lưu lượng gió tự động, giảm tốc độ tối đa đến tối thiểu, lực gió sẽ tự động giảm sau mỗi 15 phút. Bạn có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ. Dao động tự động góc 120 độ, phân phối không khí tuyệt vời và tự động căn chỉnh để phân phối không khí rộng trong phòng. Chức năng tự động ngắt với bộ hẹn giờ lên đến 8 giờ giúp tiết kiệm năng lượng. Điều khiển từ xa tiện dụng. Khay đặt điều khiển ở mặt sau quạt đảm bảo tối ưu không gian lưu trữ. Sản phẩm dễ dàng lau chùi và dễ dàng tháo lắp. Thông tin sản phẩm: chiều cao tối đa 1m45, chiều cao tối thiểu 1m30, đường kính cánh quạt 40cm, số lượng cánh quạt 5, kích thước 60cm x 50cm x 1m45, trọng lượng 8,3kg, lưu lượng không khí 80 mét khối trên 1 giờ, công suất 70W. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi đến For Home.